Mùa thu lịch lãm cùng Hoàng gia các anh ơi. Hôm nay Hoàng gia xin phép được giới thiệu để các anh 5 mẫu áo măng tô mới nhất của 2020 các anh nhé. Chất liệu của nó thì sao ạ? Chất liệu được sử dụng là da ép lông cừu nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các anh có thể thấy ạ, chất vải mềm mại, mặc vào rất là thoải mái luôn các anh nhá. Và màu đầu tiên bên em lên cho mọi người đây đó chính là màu vàng bò các anh ạ. Anh nào thích cái màu này thì nhanh tay chia sẻ livestream và để số điện thoại cho em. Mã số comment theo giúp em nhé. Vàng bò kèm số điện thoại giúp em vô cùng đẹp luôn đúng không ạ? Mẫu này tại cửa hàng thì shop đang bán với giá là 1.780.000 đồng mọi người nhé. Nhưng hôm nay nếu anh nào chia sẻ livestream này và mọi người mua hàng trên livestream thì các anh sẽ được mua với cái giá là 790.000 một áo, sẽ được miễn phí ship giao hàng, nhận hàng các anh được kiểm tra và mặc thử trước khi lấy các anh nhé. Dạ vâng, đây sẽ là màu tiếp theo các anh các chị nhá. Và đây chính là màu tím than. Em thấy rằng là cái màu này rất là được ưa chuộng luôn, đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn chị Nguyễn Bình. Chị Nguyễn Bình mua tặng người yêu đúng không ạ? Chị ơi lấy luôn mẫu này nhá. Và bên em sẽ có nhân viên tư vấn này về size. Các anh chị cứ yên tâm ạ, chỉ cần để lại số điện thoại thôi. Comment giúp em ạ, đây là tím than kèm số điện thoại giúp em mọi người nhé. Tím than kèm số điện thoại, mọi người cứ yên tâm, bên em sẽ bảo hành trọn đời cái sản phẩm này nên mọi người cứ yên tâm nhé. Chỉ với giá là 790.000 thôi, mọi người sở hữu ngay chiếc áo măng tô được sử dụng đây là da ép lông cừu nhập khẩu từ Hàn Quốc. Mọi người cứ yên tâm nha, bên em sẽ bảo hành trọn đời cho mọi người, nhận hàng cứ mặc thử thoải mái giúp em mọi người nhé. Em lên siêu phẩm của ngày hôm nay các anh ơi, đây chính là áo măng tô màu đen các anh nhá. Con này nhà em bán cháy hàng luôn các anh ạ. Thật sự màu đen các anh rất là thích mặc và rất là dễ mặc đúng không ạ? Màu đen mọi người yên tâm đi, áo măng tô mọi người kết hợp với quần nào cũng được. Em nghĩ là quần bò này, quần kaki hay là quần vải như anh mẫu mặc cũng đều đẹp mọi người nhá. Giá gốc bên em là 1.780.000 đồng một áo. Nhưng hôm nay em sale mọi người mua trên livestream giúp em này sẽ chỉ còn với giá là 790.000 một áo thôi và mọi người sẽ được miễn phí ship các anh nha. Đó, với mùa thu thì em nghĩ rằng các anh không thể nào thiếu được một chiếc áo măng tô trong tủ đâu các anh ạ. Vì vậy hãy nhanh tay, thứ nhất là chia sẻ livestream các anh nha. Thứ hai là mọi người hãy để lại số điện thoại giúp bên em. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Huyền ơi, nếu như bên chị mà nhận hàng không vừa, bên em sẽ hỗ trợ đổi size và không mất ship chị nhá. Mua hàng hôm nay sẽ được miễn phí ship nên mọi người cứ yên tâm ạ. Bên em bán hàng này uy tín và chất lượng nên mọi người cứ yên tâm. Bên em cam kết bảo hành trọn đời cho mọi người mẫu sản phẩm này nhá. Rồi màu đen em chốt cho anh Thành Đạt nha, cho anh Nguyễn Phí này. Em cảm ơn anh Thức Thuần này, anh Thức Thuần ơi anh nhận hàng rồi đẹp lắm, em cảm ơn anh. Giới thiệu bạn bè và chia sẻ livestream này lên giúp em mọi người nhá. Rồi bỏ qua màu đen, bên em sẽ lên màu tiếp theo cho mọi người. Đây là màu ghi mọi người nhá. Màu ghi này em cảm giác nó mặc nó rất là nhẹ nhàng này, mặc nó sáng ra đúng không ạ? Các anh nằm trong môi trường công sở này, mọi người đi chơi, đi dạo phố bình thường em thấy khoác lên rất là thanh lịch, lịch lãm, đẹp đúng không mọi người? Comment giúp em nhé. Đây là màu ghi kèm số điện thoại giúp em. Đó, size số không thay đổi và giá tiền vẫn chỉ có là bao nhiêu ạ? 790.000 đồng một áo thôi. Thật sự là quá rẻ rồi, bằng một nửa so với ngoài thị trường đúng không mọi người? Nhanh tay để lại số điện thoại cho em và đừng quên là chia sẻ livestream giúp bên em mọi người nhé. Ghi kèm số điện thoại giúp em là có đơn hàng thành công ạ. Trời ơi, màu ghi em chốt cho anh Nguyễn Hưng nha. Em cảm ơn anh Nguyễn Đạt này, em cảm ơn mọi người. Trời ơi, màu ghi cảm giác em như kiểu là lổ comment luôn mọi người ạ. Rồi, bây giờ sẽ là màu tiếp theo cho mọi người nha. Và cái màu này em nghĩ rằng các anh các chị đang rất là mong chờ. Đây chính là màu xanh than, đúng không ạ? Màu xanh than rất là dễ mặc trong mọi hoàn cảnh này. Mọi người đi đâu cũng đều mặc được hết. Và màu xanh than thì phối quần, phối áo cũng rất là dễ đúng không mọi người? Đây chính là siêu phẩm ngày hôm nay mọi người nhé. Màu xanh than kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? Và em xin phép là sẽ nhắc lại tất cả những cái quyền lợi của khách hàng khi mua hàng bên em này. Thứ nhất, mọi người mua hàng trên livestream sẽ được giảm giá từ 1.780.000 đồng xuống chỉ còn với giá là 790.000 đồng một áo mọi người nha. Miễn phí ship giao hàng này, nhận hàng mọi người sẽ được kiểm tra và mặc thử trước khi lấy. Và nếu như mọi người mặc thử không vừa thì bên em sẽ hỗ trợ đổi size và không mất ship. Một điều quan trọng nữa là bên em sẽ bảo hành trọn đời. Trọn đời là như thế nào ạ? Ví dụ mọi người có gầy này, có béo quá, mọi người muốn chỉnh sửa cái size áo thì bên em cũng sẽ hỗ trợ mọi người nhá. Đó, thật sự là không rất là hiếm một cái shop nào có thể là phục vụ khách hàng mà tốt như bên em hoặc là có trách nhiệm như bên em đâu ạ. Comment giúp em nhé, màu xanh than kèm số điện thoại giúp em 790.000 đồng một áo và miễn phí ship mọi người nhé. Rất là tuyệt vời luôn và thật sự là không có một nhà nào rẻ và đẹp như bên em đâu mọi người ạ. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ tổng kết lại 5 màu cho các anh chị cùng ngắm luôn mọi người nhé. Màu đầu tiên nó sẽ là màu vàng bò. Thật sự cái màu này mọi người thấy không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì nhẹ nhàng và mềm mịn như da em bé vậy. Ai lấy màu vàng bò comment giúp em nhé. Vàng bò kèm số điện thoại giúp em, siêu đẹp luôn, 790.000 một áo mọi người nhá. Và màu tiếp theo cho mọi người đây ạ, xuất sắc luôn.
Em thấy rằng hôm nay màu nào cũng đẹp đúng không ạ? Màu này là màu tím than mọi người nhá. Anh nào mà thích màu tím than để lại số điện thoại cho em. Rồi kiểu dáng đẹp quá em ơi. Dạ vâng, kiểu của nó là kiểu Hàn Quốc anh ạ. Mặc vào rất là trẻ trung năng động anh nhá. Ai lấy màu tím than comment giúp em ạ. Tím than kèm số điện thoại giúp em các anh nhá. Vâng, và bây giờ sẽ là một con siêu phẩm và em nghĩ rằng là anh nào cũng sẽ thích. Đó chính là màu đen đúng không mọi người? Trong mọi trường hợp là các anh đi chơi, đi đám cưới hay đi sự kiện thì màu đen rất là tiện ích nhá. Rất là xinh luôn, màu đó lại còn sạch sẽ nữa đúng không mọi người? Ai lấy màu đen comment giúp em nhá. Đen kèm số điện thoại ạ. 790.000 đồng một áo thôi, rẻ nhất cái hệ mặt trời này luôn đúng không mọi người? Vâng, và sẽ là màu tiếp theo nữa cho mọi người. Đúng không ạ? Màu này phải nói là đẹp, độc và lạ. Mọi người đúng không ạ? Trước mọi người chỉ có màu xanh, mọi người chỉ có màu đen. Thì hôm nay Hoàng Gia sẽ lên cho mọi người một cái kiểu dáng này, màu sắc đều được của Hàn Quốc hết. Đây chính là màu ghi mọi người nhá. Anh nào mà muốn đổi phong cách một chút này thì lấy màu ghi cho em. Comment cho em ạ, ghi kèm số điện thoại. Quá tuyệt vời luôn anh ơi. Vâng, bây giờ sẽ là tông màu cuối cùng. Và có lẽ như anh mẫu như em đang thích cái màu này hay sao ấy, anh ấy mặc lên người luôn. Đây chính là màu xanh than. Nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà lại trẻ trung. Đúng không mọi người? Comment giúp em nhá. Xanh than kèm số điện thoại giúp em. Từ 1.780.000 đồng mà nay mọi người mua hôm nay chỉ còn với giá là 790.000 đồng, lại còn miễn phí ship bảo hành trọn đời. Vậy thì còn chần chừ gì nữa ạ? Nhanh tay chia sẻ livestream và để lại số điện thoại cho em các anh nhé.